lên trên giúp. Ôi rồi, Si ơi, là Si ơi. Ôi đó, Khang ơi là Khang ơi. Ăn bom đi Khang. Ủa, Phan lại chết này. Chết nữa này. Rồi, xin chào các bạn. Vậy là một mùa hè nữa lại đến rồi. Và hôm nay trong khi mình đang làm clip này ấy, thì mưa gió đang rất là to. Đấy, đang ầm 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 ở ngoài kìa. Thì làm một cái clip nội chiến cho anh em clan hàng tuần. Rồi. Này. Rồi, tuyệt vời, đã có một phát kim. Và mạng đó đến từ Khang 567. Vâng, ăn một cái mạng. Chết đi, ôi giời. Không biết. Ui giời, còn mỗi trăm máu không giết được Si các bạn ạ. Rồi, thành viên nhảy nhót rất là ghê. Úi giời ơi, mạng ngon. Rồi, cry. Úi ơi, ăn mạng của anh hả em. Rồi, lại Khang 567. Tuyệt vời. Ô, cầm phá lát này. Rồi, hai kim. Úi giời, lại là Si giết mình. Với một... À, đây là khẩu súng RSIS đây. Vâng. Và chính Si là người đã PM với mình và nói là khẩu này bắn rất là đã anh ạ. Em quyết tâm là phải nâng cấp cái khẩu này lên xài tạ. Nhưng mà mình phải công nhận là cái khẩu đấy bắn thích thật. Súng đấy ở trong hòm đồ mình mới level 7 mà như clip trước mình đã làm cho các bạn xem ấy thì nó đã thể hiện sự bá đạo của mình rồi. Thì khi mà nâng cấp lên Master thì chắc chắn đây sẽ là một đối thủ đáng gờm ở trong trận đấu. Mà khi mà đối phương cầm cái khẩu súng này trong tay thì các bạn hãy tốt nhất là lên dè chừng. Rồi. Nào, có một pha móc này. Đâu rồi? Úi, lùi đâu? Lùi vào súng anh à? Ôi, thôi rồi. Thôi rồi. Ôi giời ơi. Thiệt là vì rượu quá đi. Pha đó đã móc lốp bất thành mà lại còn bị mất. Ố, cái gì vậy? Úi giời, tuyệt vời, lại Khang 567. Tuyệt vời đó Khang. Vâng. Lúc đấy chẳng. Ôi, lúc đấy vẫn nhìn được. À, TT Hoàng à? Vâng, TT Hoàng là một trong những thành viên cũng khá là nổi bật ở trong Happy Green. Chết. DPS. Ôi giời, lại gặp Si. Pha này Si phải chết. Chết đi Si. Ôi giời, Quang NB lại gãy chân gãy cẳng rồi nhảy nhót linh tinh hết cả. Ui. Rồi, không biết là cái à đây. Cry cầm khẩu P90 thấy nát hết cả người mình nha. Ui rồi. Một pha bay sát của Si. Vâng. Nói là pha chết rất là đẹp. Nhảy gì khắp này. Úi giời ơi. Vâng, có một pha double kill dành cho Si. Pha double rất là ghê. Rồi, Si lại kill được mạng của Endow. Này. Rồi, cái headshot tuyệt vời đó. Và mình rất thích cái khẩu ACR này. Chắc đây sẽ là một khẩu súng gắn bó lâu dài với cái Akkod Tuấn HC ở đây. Nhảy đấy. Rồi. Ô, mất tốt rồi. 11-12. Nào, anh em ra đây. Cống hiến mạng. Rồi. Mình đã trở thành mục tiêu cống hiến mạng. Vẫn 11-12. Ai đang đứng vị trí đầu đây? Ô, chạy đâu đấy? Ô, bắn sao khó này. Lại Khang 567. Vâng. Ok, game đấu này ăn rất nhiều mạng của Khang luôn. Úi giời ơi, định đa bom hả em ra. Ô này, đa bom. Rồi ôi. Và đấy mà bắn chuẩn tí nữa là tèo với mình rồi đấy. Ấy là ngon lành, cành đào. Bắn ở tăng sau. Rồi, vẫn ăn được mạng Si. Tốt lắm. Cứ giết được Si là tốt rồi. Mà ngăn chặn được cái đối thủ đáng gờm ở trong cái game đấu này rồi.
ăn quả bom này rồi chả thấy ai luôn. Đâu rồi, đâu rồi? Ô, sẽ vắng bóng chiều nay này, anh em đâu hết rồi? Vẫn 15 mạng, hình như mình đang giữ vị trí top top đầu. Ở đây, ở đây rồi. Holy shit. À, đang mải bạn. Ui rồi. Thôi rồi, lánh ít dữ nhiều rồi. Holy shit, chết đi. Rồi, hai kim, đâu rồi. Ô, sao đâu này. Rồi, tuyệt vời. Tự nhiên tôi không quay được là như nào. Shit. Này. Ăn bom này. Ăn bom này. Headshot ngay nhá. Đừng có đùa với anh. Grind. Đi vô. Thôi. Đi vô ngoài à. Thôi cho anh em lạ lạ vào bắn cho vui. Ôi rồi, rút nhầm xuống rồi. Holy shit. What the hell. Rồi. Ôi giời ơi, khi mà xem cái video clip này chắc là vui lắm đây. Rồi bắn lục. Ây. Nấp đi xi ơi. Rồi. Này đi. Rồi, Khang lắm. Ô, Khang lắm 67 vì mình rất nhiều thế mà cuối cùng đứng top 1 kìa. Hay quá nhở, cầm khẩu TMP huyền thoại của tập kích đây. Wow, 20-14. Tuyệt vời. Có một lời đáng khen ngợi cho Khang 567 khi mà đã ngập ngụa trong cái củ hành của anh mà vẫn có thể đứng top 1 ST được thì ghê đấy. Rồi, khỏi cần thông báo bát luôn cũng vào rồi. Nhiều người muốn được vào room đấu quá. Thôi cứ để kệ các bạn ấy tự vào vậy. Vâng, trận đấu thứ hai là đến từ chúng ta cùng đến với mắt công trường và thể thức là đấu lộn. Nào, chi đâu rồi? Ấy à. Nào. Rồi, không trúng. Đâu rồi. Đây rồi. Ui dồi. Rồi, tuyệt vời. Đã bị Khang 567 bắn chết. À, cái Khang tên Khang 567 này hôm nay đi khá nhiều ấn tượng với mình đấy. Wow. Lại tiếp tục là đến từ đi quá đen lao vào đường đạn. Ôi dồi ôi. Mỗi bên một anh như thế này đi giải quyết làm sao đây. Rồi, team mình rất có thể là trận này sẽ ăn hành 4-8. Riêng Tuấn HC là đóng góp với cái thành tích là 0-2 luôn. Ăn bom. Rồi, nằm xuống. Chết. Đùa. Lại Khang. Holy shit. Anh em mình có thù oán gì với nhau thì phải ạ. Em đi xem xét lại cái tiểu sử ăn ở của mình. Nhưng mà không hiểu sao mà anh lại liên tục giết em như thế. Em ở đâu Khang ơi? Ôi Khang ơi. Ôi đây rồi. Holy shit. Vâng, không ăn được mạng rồi. Mình sẽ quyết định đi vòng. Thôi rồi. Khang ơi là Khang ơi. Vâng. Đi tìm Khang thì anh đã chết. Rồi. Xì hai combo kìa. Ôi trời ơi. Cái gì này? What the fuck? Một máu vậy. Khang đây rồi. Ăn bom Khang ơi. Úi trời ơi. Quăng combo lại. Kể cả có flash anh không sợ đâu. Úi trời ơi. Rồi, bị Khang giết rồi Khang ơi. Chết rồi. Holy shit. Cứ thế mà đi thôi á hả? Đây rồi. Úi giời. Anh đục thì tấm con tuyệt phát nào em ạ? Nào, các em của anh đâu ạ? Úi giời, đây là Khang rồi. Giết. Úi giời ơi, Khang ơi. Tuyệt vời đó.
Rồi, siro à? 10 máu hải gian. Ô. Nói đùa thế mà cũng ăn thật. Rồi. Chắc là cú mình cái trận trước là bị mình giết. Ô. Đang mãi lên trên giúp. Ôi rồi. Si ơi, là Si ơi. Ôi rồi, Khang ơi, là Khang ơi. Ăn bom đi Khang. Ủa, ủa, phải chết này. Chết nữa này. Rồi. Đừng để anh rút sáu nòng. Ở đây 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 ở đây ở đây. Lại lại thêm mạng. Ố, chết rồi à. Nào nào nào. Nào anh em ạ. Ui giời cả bọn. Thôi rồi. Á? À, chết cho mạng móc lốp chứ phải chết cho mạng của bọn à? Ừ, không sao. Cơ mà không sao. Nào. Anh em nhìn anh rút khẩu gì ra chưa? Anh em thấy sợ. Nào, Khang khiếp xì chết ra hết đấy. À đều đều đều. Cơ hội. Úi giời ơi. Cái headshot to như tổ thằng mày luôn. Ôi nhảy 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 nhảy. Ôi giời lại headshot nữa. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời mặt trời luôn. Ấy dạ. Biết là bị móc lốp quay lại nhưng không kịp. Ừ, xì thánh xì bắt đầu móc rồi. Đề phòng thánh xì này mới được. Còn có 5 mạng nữa. Ô ok ok. Nào nào Khang Khang. Ô nhảy nhảy làm gì thế em. Ô ô ô. Nào nào. Cút cút ra để cho anh thấy ăn. Nào đâu rồi. Đây rồi. Biết ngay mà. Đây rồi đây rồi. Đây rồi. Đây ô. Ô ô. Xì ơi. Quay lại đi bé. Bé Si của anh. Úi giời bé Si. Giết. Rồi 40 kim. Như vậy là cái trận đấu nội chiến của Happy Dream cuối cùng cũng kết thúc rồi. Và phần thua lại thuộc về mình. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Nhớ share và like video nhé.